Sẽ đến kết thúc tuần. Duyên lành được gặp gỡ, được tái ngộ trong tâm thức của mọi người muốn tu học, muốn hướng về con đường giải thoát và thấy cái cơ thể của chúng ta tạm bỡ này sắp thân phạm tục, giới hạn trong bệnh dục sanh lão bệnh tử rõ rệt. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát. Hiện tại chúng ta trú ngụ quen trong cái tiểu thiên địa này, và chúng ta muốn cất bước ra đi. Một bước ra đi, một dặm dài. Phải có một cái ý chí dũng mãnh vung bồ, tự lực căng sân. Ra đi đi đâu? Bỏ xác này đi đâu? Nhưng mà trước sau các bạn cũng phải bỏ xác để đi, rồi sẽ đi đâu? Chưa biết. Tử thần lúc nào cũng có thể hâm dọa các bạn được. Vì định luật sanh lão bệnh tử luôn luôn chúng ta phải bước qua và để tiến hóa. Thì chúng ta đi đâu? Thì cho nên chúng ta dùng cả bầu trời, thế giới tốt đẹp đều có sự sắp đặt an vị rõ ràng. Không có chỗ nào không có sự sắp đặt. Sanh tử ngoại diệt tiến hóa hồi sinh đều có sự sắp đặt. Khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý của sự sắp đặt này, chúng ta thấy rằng có vị trí. Chúng ta đi đâu? Đi trở lại với vị trí sẵn có của chúng ta, là sự thanh tịnh trong nội tâm. Chúng ta tin Chúa. Tại sao chúng ta phải tin Chúa? Chúa là đấng tạo hóa, Thượng Đế là đấng tạo hóa, là cai quản tất cả càn khôn vũ trụ, mà để phát ra những cái khoa học quyền bí tinh vi nhất để an trợ cho nhân sinh học hỏi để tiến hóa. Các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác đặt câu hỏi thúc đẩy các bạn và đẩy lui các bạn trở về sự thanh tịnh sẵn có của các bạn. Sau khi đấu tranh tâm tối ngu muội đắm loạn rồi, không phải lui về sự thanh tịnh để học nhận học quả, chấp nhận để tiến hóa. Chúng ta xem ở trong rừng cây khôi cũng vậy, nó có hột giống phân đâu chôn nó dưới đất, chôn nó dưới bùn, nhưng mà nó cũng có thức hồi sinh để nó tiến hóa, vươn lên thành cây, thành hoa, thành nghĩ, thành học giống để lưu lại đời đời trong cơ duyên tiến hóa cho những phần tâm linh điển quang. Bởi chứ không có lấy cái gì lớn, nếu chúng ta đẩy kín nó lại không bao giờ lớn được. Nên nhờ thanh khí điển, thanh khí điển đâu, cái tia sáng hồi sinh của nó đâu, từ tam giới để chuyển hóa cho nó, thiên địa nhân để cộng tác, nó mới có sức hồi sinh tiến hóa vô cùng. Nó không nói là tôi tự tiến, không phải bao giờ nó nói tôi tự tiến được. Đất không có, thanh khí không có, ánh nắng không có, nóng lạnh không có, làm sao nó tiến? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong cái cơ giới kích động và phản động, đầy đủ mọi trạng thái đó. Ngày hôm nay chúng ta mới sanh trưởng. Sanh trưởng ở chỗ nào? To con là sanh trưởng đâu? Không, cái trí các bạn càng ngày càng thu. Do sự nhồi quá kích động đó, các bạn mới thấy rằng cái cơ thể này tôi quý nó lắm. Nhiều khi nó đưa cho tôi sức mạnh, kể cả tình dục siêu việt, tôi thấy chú cha tôi hay lắm, tôi chịu đựng giỏi lắm. Nhưng mà phút nào rồi tôi cũng phải tiêu tan, tàn tạ, yếu ớt,
không chủ trì nổi. Cho nên càng ngày tôi càng thấy rằng những cái cơ duyên đã đến với chúng tôi trong sự sắp đặt của bề trên để chi? Để cho tôi tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta không có sự kích động và phản động, chúng ta đâu có trưởng thành trong thanh tịnh. Mỗi người có một trình độ thanh tịnh. Tôi biết, tôi hiểu, tôi làm, đó là thanh tịnh. Nếu các bạn không biết, không hiểu, không làm, các bạn đâu có thanh tịnh. Làm biến nhất không đi làm việc cho xã hội cũng phải lo tắm rửa cơm nước hai buổi, đó là việc làm đó bạn. Là việc làm đó để bạn thích. Thích cái gì? Thích cái trật tự của càn khôn vũ trụ, thích cái hạnh hy sinh của vạn vật, sự thông minh của loài người, trí khôn của loài người đã đóng góp cho bạn có cái áo mặc, có căn nhà ở. Sự tiến hóa vô cùng của vạn vật, cơm gạo đã hy sinh cho các bạn có bữa cơm ngon, có miếng nước ngọt. Sống để thức tâm, sống để hiểu mình. Sống đã thấy chúng ta đang bơ vơ vì ta. Ta động loạn, ta hướng ngoại, ta tranh chấp, ta muốn đè đầu người khác, ta khổ thể. Nhưng mà ta lui về thanh tịnh, tự lo tu, lo sửa, thấy phần trì trệ của chính chúng ta, ăn năn hối cải, thì chúng ta cảm thấy sự sống của chúng ta càng ngày càng hòa đồng với khác giới. Sự sống của chúng ta càng ngày càng cảm thấy có hạnh phúc, không thiếu một cơ duyên giúp chúng ta. Chúng ta có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có bộ ngực, có ngũ tạng rất rõ ràng. Mà phần nào ngữ trị, phần sáng suốt đã điều khiển cơ thể này. Xa mấy tiếng đồng hồ, tôi kêu nó một tiếng, nó phải lái xe đến đây để chi? Để nó học. Học cái gì? Học những sự sáng suốt để nó thấy nó, và nó chọn con đường cho nó tự đi, chứ không có lệ thuộc và không có xách động bởi người khác được. Cái gì tôi có là người ta có thì tôi mới sử dụng khả năng của tôi. Còn tôi thấy tôi có, tôi không có mà người ta có, cái đó tôi còn thâm thấu. Mà tôi lui về thanh tịnh rồi, tôi thấy tôi có như mọi người có. Lấy cái gì chứng minh? Các bạn nên hít vô thở ra, đây là các bạn đang có đây. Rồi cái ông kia thông minh cho cách mấy đi nữa, ông cũng hít vô thở ra như vậy. Tương hành phục vụ tiến hóa, mình mới thấy đấng cha trời đã phục vụ chúng sanh, không dời dắt nào bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta, ôm ấp chúng ta trong lòng tay của Ngài, cho chúng ta đầy đủ phương tiện, cho chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Họ lấy cái gì chứng minh trong không mà có? Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi nó phải đi gì? Phải quy không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn mới đi về không chưa? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành ra động loạn tự đắc, tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đắp đắp trên mình bạn biết đâu. Các bạn thấy không? Cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Nhưng mà quy không rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đè chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luồng điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật mà nó cũng chưa chịu thua nhau, mà không đi con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi chỗ thứ tương tàn ám hại nữa. Kỳ thật đồng thanh tương ứng, đồng khi tương khẩu. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao? Huynh đệ phải thương yêu nhau, ôm lấy nhau để chống lại những trận bão bùng nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau để
cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở trên chiếc thuyền động loạn của trần gian, trên đường đi về bến giác thì biết bao nhiêu sự thử thách, phong ba bão táp nó đến với các bạn, triều miên, việc này việc kia việc nọ, huynh đệ tỷ muội tình yêu đủ chuyện hết, nó xúc động nó làm thì các bạn tự gây hỗn loạn nội tâm và không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở trong thế kia không thoát ra được. Rồi muốn mưu cầu, tôi muốn gặp ông Phật, ông nói tôi sao, ông tiên ông nói tôi sao, ông thánh ông nói tôi sao. Mà tôi quên nghĩ là ông Phật, ông tiên, ông thánh trước kia cũng là xác phàm tiến hóa tới đó, qua cơn ngồi nhồi quả, qua cơn khổ ngài mới thức tâm và giải thoát, rồi thấy được ngài là bất diệt. Thì tôi, trong tôi có sự bất diệt không? Tôi có cái hồn, hồn tôi bất diệt, chỉ tôi là người giết tôi chứ chẳng ai giết tôi được. Hỏi xem ông đâm lấy dao, ông đâm ông chết mà ông nói ông giết tôi, tôi không có chặt họ, không có giết tôi, đấy không? Nhưng mà có nhiều cách chết, chết cái thiên ý và chết vì phàm tục. Phàm tục là mình nuôi trượt, khi không mình giấy động chửi mắng thiên hạ, rồi một ngày đó nào đó tự mình đảo điên tự sát cũng có nữa. Có người chết theo thiên ý, hy sinh vì đại chúng, trong cái chết đó để thức hồn mọi người, cũng như Jesus Christ đã chết để thức hồn cho tất cả những tâm linh còn mê muội tại thế. Vì người làm điều tốt đem lại sự bằng an cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn giết ngài trên thập tự giá. Chúng ta thấy cái hy sinh của thiên ý. Cho nên cách chết nào chúng ta xuống đây là cái cõi tạm, một học viên cái càn khôn vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt, không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nào. Nhưng mà chúng ta phải trở về lượng lại cái vốn của chúng ta là cái thức. Cái thức của chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thức. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ giam chúng ta vào bóng tối và không có bao giờ tiến được. Hỏi cho rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy rằng thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vì tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi tiêm cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lâm chung. Thấy rõ tất cả đã vì tôi, thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn, là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây, đang phục vụ phần hồn của các bạn đấy. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật hợp tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn thì các bạn phải mở thức hòa đồng, phải biết giàu lòng tha thứ và thương yêu thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương thì làm sao các bạn còn tiến nữa? Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, mà chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta, chúng ta còn cảm thấy đau khổ, huống hồ gì giữa con người với con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật, nhưng nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi. Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình tiến? Chúng ta không gạt, chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đây? Tôi tìm con đường để trở về với tôi, biết rõ tôi là ai, đến đây là làm gì, rồi sẽ về đâu. Mà tại sao tôi không thấy? Tôi thiếu thanh tịnh. Thì tôi gặp được cái pháp khứ trực lưu thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là khứ trực lưu thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ cảnh bình minh, chúng ta mới thấy nhà cửa cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tăm chúng ta đâu có thấy. Cho nên khứ trực là đem cái phần tâm tối đi,
lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn. Dày công làm cho chính bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu cái tìm Chúa, đâm đầu cái tìm Phật thì mất Chúa mất Phật. Mà sửa mình thức giác để thanh lọc sạch sẽ, để đón Chúa đón Phật mới là đúng. Tâm chúng ta có tâm mới xác nhận Chúa, có tâm mới xác nhận Phật. Mà tâm chúng ta không có thì Chúa Phật cũng không có. Khối óc con người chứng minh tất cả những sự việc của trần gian này, mà khối óc con người bị biến mất đi thì làm sao? Bị lệ thuộc, bị lôi cuốn, bị đầy đọa, bị hành hạ mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khối óc, chúng ta phải dùng trung tâm bộ đầu của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tất cả cái gì cũng đều có sự trung tâm mới có sự tiến hóa. Các bạn dùng trong cái cây đó, nó không có trung tâm làm sao nó tiến hóa. Trung tâm đó hút cái thanh khí điển cả có ba giới thiên địa như càn khôn vũ trụ, nó mới có cơ hội tiến hóa. Mà trung tâm sinh lực nó bị tiêu diệt không bao giờ nó tiến hóa được. Các bạn thấy không có thể một chiều được, nhưng mà luôn luôn nó là ba. Học ta học người, học thiên giới nên mới có cơ hội thiên hóa. Cái ngày hôm nay chúng ta có căn nhà do sự đồng lòng của các bạn hướng thượng, mới thấy rõ chúng ta sẽ có một con đường triền miên thiên hóa. Rồi hướng hạ chúng ta dòm thấy có thân xác, hướng ngoại chúng ta thấy còn nhiều người bơ vơ. Thấy chưa? Cái nguyên lý của thiên địa nhân, cho nên chúng ta đồng lòng làm một nơi để cho mọi người có cơ hội tu tịnh và tự thức, tự tu. Đó là lòng thành, trở về với sự thành thật, kính mến, thương yêu, giúp đỡ, xây dựng của mọi người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tề tự nơi đây để học hỏi về đạo tâm, về điển giới. Mọi người đều có tâm hết, mà không chưa tận dụng lấy cái tâm mình, cứ sợ người này trách người kia quá. Kỳ thật tâm chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta cảm thấy động, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì thấy đi đâu cũng không có cái gì mà quan trọng hết. Sanh tử luân hồi cũng không có nghĩa lý gì đối với chúng ta hết. Chết cũng được mà sống cũng được, cái gì nó cũng là ghi chép trong cái sử tiến tâm của tâm linh. Càng nghiền ngẫm, càng xem thể xác của các bạn, càng thấy định luật của cả càng không vũ trụ đã và đang an bài. Các bạn thấy rõ ràng. Các bạn có mắt mũi tai miệng. Mắt mũi tai miệng của bạn nó dẫn bạn, dẫn cái thể xác của bạn, nó lôi cuốn các bạn. Bạn nhìn thấy sắc đẹp ở bên ngoài, bạn tưởng quý báu làm sao. Càng tưởng nó là quý báu thì càng bị lôi cuốn. Mà càng nuôi về trong thanh tịnh thì các bạn thấy nó như nhau. Sơn phết ở bên ngoài tạm thôi, chứ kỳ thật bên trong là chắc. Cho nên chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta mới thấy rõ ta là ai, phải làm gì, nhiệm vụ của ta là cái gì, phải tiến hóa bằng cách nào. Cho nên mọi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình, là cái khả năng của chính mình, thì không bao giờ hoang phí và hạnh phúc vô cùng. Thấy ta được làm một con người sung sướng, dùng con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú nữa, nhưng mà chúng ta hướng thiện để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ thì càn khôn vũ trụ sẽ được thanh nhẹ. Hơi thở của các bạn nặng nhọc, thù hận tranh đấu thì cả một khuôn viên đều buồn bực và không có khai triển nổi. Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng ở chỗ đó. Con người có quyền đóng góp cho ba cõi, chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái khuôn viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ, thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng.
Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhiều người nói mà không hiểu thanh khí của trời Phật đó. Chúng ta đang hít vô đó, chúng ta ứng sau cái lời kêu gọi của đại hồn ở bên trên, thanh khí điển chuyển xuống thế gian, chúng ta cảm ứng đó, chúng ta hít vô đó, là đồng thanh tương ứng đó. Chúng ta hít vô cái sự thanh nhẹ đó, rồi đồng khí tương cầu, hít vô để làm việc cho ngũ tạng, để chi, để tiên qua. Ăn vô, các bạn ăn vô, ăn cơm nó quá khí, khí quá thần, thần quần hư, để trở về làm việc đó. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Rồi tự đắc nói cái của này của tôi, của cái của anh, đạo này đạo của tôi, đạo kia đạo của anh, cái đó nó trật rồi. Có một đạo trời mà thôi, ông trời là lớn nhất, có một đạo thôi. Nếu biết được đạo nào cũng là một đạo nào cũng đi tới mục đích, tới giải thoát, cho không có sự tranh chấp và giết chấp. Cho nên chúng ta phải thấy rõ phận sự chúng ta là tự tu tự tiến, phải khai mở cái khả năng sẵn có của chính mình. Trong cơ tạng có các bạn có tim gan tỳ phế thận, là có kim mộc thủy hỏa thổ, có kẹt có thông ở trong đó, các bạn thấy chưa? Khi các bạn kẹt thì các bạn buồn tuổi bực tức, mà các bạn thông rồi các bạn dễ dãi với tất cả mọi người. Hỏi có giờ nào các bạn dễ dãi không? Có giờ nào các bạn bực bội không? Thì các bạn nhận định cái thông và cái nhẹ nó chứng minh rõ rệt trong nội tâm các bạn. Thông nhạc nó nằm trong tâm các bạn chứ đâu có ngoài, cần gì phải đi học nhiều. Khi mình hiểu được đại tự nhiên là mình, vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, hai cái là một, không có lìa xa nhau. Hỏi tiếp tôi làm gì mà sánh bằng vũ trụ? Các bác các bạn nhúc nhích đó là do cái gì mà các bạn nhúc nhích? Có phải điển không? Mà chốt một cái trí các bạn hiểu, có phải điển không? Mà cái điển đó đâu? Liên hệ cái càn khôn vũ trụ. Rồi sự sanh tồn hít thở đi đứng này do đâu? Do cấu trúc của ngoại giới các bạn mới có trong cái nội thức, chứ đâu phải tự nhiên các bạn có đâu. Cho nên chúng ta không nên tự đắc và ôm lấy sự tâm tối, càng ngày càng tâm tối thêm, rồi tự chôn vùi tâm lẫn thân của chính chúng ta và không có bao giờ tiến được. Cho nên cứ phần phương thức tu học nào mà cứ trực lưu thanh được ấy, thì các bạn nên học. Một cái phương thức nào mà đem sự buồn bực hận thù cho bạn ấy, thì các bạn từ nó đi, trôi nó đi, bỏ nó đi, để các bạn trở về với sự thanh tịnh sẵn có của các bạn. Các bạn mới truy tầm được hạnh phúc và chân lý. Còn ôm hận thù ngoại, các bạn không có bao giờ truy tầm được hạnh phúc và chân lý. Hạnh phúc được chân lý là trong tâm các bạn sẽ được nhẹ nhàng, sẽ được cởi mở, sẽ được thăng hoa, thương yêu thật sự trong sáng suốt, chứ phải thương yêu trong sự ngu muội tạm bợ. Thương yêu tất cả. Chúng ta thấy cọng cỏ cũng đang thiêu hoa, cây hoa kia nó đang dâng trời, nó yếu yếu ớt hơn ta nhiều, nhưng mà nó vẫn vươn lên, nó kết dị thành hoa để nó phóng hương thơm, tỏa sự thanh sạch để cống hiến cho cả không vũ trụ. Thì chúng ta có trung tâm bộ đầu, tại sao chúng ta không biết làm pháp luân thường chuyển để cho nó trụ hóa phần thanh điển trên bộ đầu của chúng ta, và chúng ta cống hiến phần thanh quang đó cho tam giới hiện hiện hành, để cho cái không khí lành hỗ trợ cho người tu được càng ngày càng tiến hóa nhiều hơn, được giải thoát nhiều hơn, được sống cảnh đời đời thay vì ôm thể xác tạm bợ. Cho nên chúng ta hiểu nơi nào cảm, nơi nào thật, nơi nào bất diệt. Hồn chúng ta là bất diệt. Rồi ý lành các bạn mà nãy giờ nghe tôi nói chuyện, cái ý lành đó nó bất diệt. Ai cắt đứt ý lành của các bạn? Mà các bạn thể hiện bằng tay chân thì người ta có thể chẳng đứng các bạn, nhưng mà ý lành của các bạn ai có thể cắt đứt được? Chúng ta hướng thiện mới thật sự. Chúng ta không khác gì một bông hoa dân trời, bằng một ý chí vô cùng bất diệt tiến hóa rõ ràng, một hoa sen thanh sạch không nên nhiễm trần nữa và tạo thành tâm tối
và không thoát được. Cho nên đường đi rõ rệt, một bước ra đi là một chặng dài. Phong ba bão táp nó rất nhiều. Khi các bạn ra đi thì gặp phong ba bão táp, mà tới ngày hôm nay vẫn gặp phong ba bão táp. Các bạn luân hồi tại thế gian làm con người đã được một dặm dài rồi. Các bạn thấy tôi nhập xác tôi làm con người tưởng tôi sướng, đâu có sướng, khổ lắm các bạn ơi. 24/24 con tim của bạn phải làm việc trong nhịp thở mà để thức cái hồn trở về với căn bản chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, điều khiển cái thể xác này, khai thông thể xác này, chịu trách nhiệm với ba cõi để tiến qua không ngừng nghỉ. Chứ không phải các bạn sung sướng đâu. Chúng ta không phải sung sướng. Chúng ta đã và đang học hỏi vay trả, định luật vay trả của trời đất, của càn khôn vũ trụ. Duyên nghiệp vợ chồng cũng là vay trả, cha con cũng là vay trả. Tất cả nằm trong định luật vay trả để tiến hóa. Không ai hơn ai hết. Thọ nghiệp phải giải nghiệp, chứ không ai chung vô giúp giải cái nghiệp tâm chúng ta. Mỗi người ngồi đây đều có cái nghiệp tâm, cái nghiệp phản tác của chính mình. Bất chấp tưởng ta là hay, đó là phản tác. Phản tác thì bây giờ mình che lấp cái sự sáng suốt, thì ai là người tháo gỡ? Chính mình phải tháo gỡ. Cho nên ngộ pháp tu phải hướng thượng để tháo gỡ, còn không tháo gỡ là bị kẹt. Cho nên khổ là gì? Khổ là nghiệp. Các bạn tuổi trẻ thường gặp cái khổ ghê lắm, cái khổ của trường đời. Khi mà các bạn khổ, các bạn nhớ đây là nghiệp. Bây giờ tôi phải làm sao truy tầm cái khổ này do đâu đến? Chính do bạn đã tạo cho bạn mà thôi. Nhưng mà không thấy. Sự xiềng xích này là chính mình đã xiềng mình mà mình không hay. Nhưng tôi nói các người ở thế gian có duyên nghiệp đến, rồi có vợ có chồng, rồi để con ra, rồi nó xiềng xích một bước không ly, khổ vô cùng mà không hay. Cho nên càng tu càng thấy trọng trách của chính mình. Mình là học viên cái càng không vũ trụ, tới đây phải ngoan ngoãn học bài và trả bài mới tiến qua được. Cho nên một bước ra đi một dặm dài là dài lắm các bạn ơi. Nó thử thách các bạn triền miên đến giờ phút lâm chung. Sẽ mang nghiệp thân đau từ sớ thịt để cái hồn nó càng ngày càng thích càng trụ. Càng đau các bạn càng thích tâm, càng sung sướng thì các bạn tự đầy cái hồn, mà càng khổ các bạn thấy càng cái hồn càng thích, thấy đời càng giả không có sự thật thì các bạn mới tiến nhanh. Còn nếu mà nó sung sướng các bạn đâu có tiến được, không tiến được. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn. Cho nên trong kinh người ta nói Phật Phật nhất sức mà ma nhất trưởng ở chỗ đó. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn, nó bày đủ chuyện lũng bại tình dục, phá hoại cơ tạng của Thượng Đế đã ăn ban. Một câu trúc tươi đẹp như thế này mà lũng bại, càng ngày càng già yếu, càng sân si, càng buồn tuổi, không phát triển nổi. Khi các bạn hiểu được cái này, các bạn mới gom cái tinh khí thần của các bạn làm cái vốn. Tinh khí thần của các bạn đầy đủ thì lúc nào các bạn cũng thánh thơ và dư thừa để hỗ trợ cho người khác. Hạnh bố thí sẽ tràn đầy trong tâm thức các bạn. Mà các bạn hủy hoại về tinh khí thần càng ngày càng nhiều, tình dục càng ngày càng nhiều thì cơ thể các bạn không bao giờ yên. Rồi sẽ bị lệ thuộc. Lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ai nói gì mình nghe nấy, hết tự chủ rồi. Vì mình tinh khí thần không có, xe không xăng mà, ở đẩy đâu mình lái đó, hư rồi. Cho nên người tu quan trọng là tinh khí thần. Bồi dưỡng giữ được tinh khí thần thì lúc nào chúng ta cũng thân tâm an lạc. Dù như các bạn ăn một ngày một buổi, tinh khí thần các bạn đầy đủ, lúc nào mặt mày cũng vui tươi. Chứ không phải đòi hỏi ăn nhiều các bạn mới được. Ăn nhiều là bệnh nhiều, ăn ít mà hưởng thanh khí điển nhiều mới là trị bệnh cho chính mình và đi tới con đường giải thoát. Cho hỏi chứ tại sao những người tu ngồi thiền như vậy mà mặt mày họ tươi tắn hồng hào,
mà một người kia ăn bơ ăn sữa, nghe nhạc, đi chơi nhảy đầm cả đêm mà mặt mày cũ rũ. Tại sao? Vì họ phung phí, họ chỉ xài không à, không biết cần kiệm, không biết làm việc cần thiết cho chính họ, mà họ sử dụng những việc không cần thiết quá nhiều, cho nên nguy hại tới cơ tạng và tâm thân, không yên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, biết bắt được cái pháp này, chúng ta thấy thanh khí điển quá sanh vạn vật, và chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hít thanh khí điển và cống hiến luồng điển thanh tịnh của chúng ta, xuất phát ngay trung tâm bờ đầu để thừa tiếp cái pháp luân thường chuyển của từ mẫu ở bên trên chuyển xuống cho chúng ta, hút chúng ta đi lên, chúng ta mới trở về quê xưa chúng cũ được. Chứ chúng ta đâu phải con người công chức tại đây đâu, ở đây không làm gì được hết, ở trên kia sắp đặt như thế này mới có. Trong tưởng nó có tưởng, bây giờ các bạn ngồi đó, các bạn tưởng tôi muốn cắt cái nhà tròn thì nó có cái hình tròn các bạn mới làm ra được. Tôi muốn làm cái chén vuông thì bạn có hình vuông các bạn mới vẽ ra được. Trong tưởng nó có cái tưởng, đó là cái hình bóng đó bất hoại. Mà thế gian có gì thiên đàng có nấy, mà thiên đàng có gì thế gian có nấy, mà chúng sanh đâu có thấy. Thế từ bi là sức mạnh, mà đâu có ai thấy từ bi là sức mạnh. Cái gì kia bằng từ bi? Nếu trời Phật không chuyển tứ quy, không có thanh khí, không có nước non, không có lòng từ bi đó, thì cây cối làm sao có chuyển hóa sanh. Mà chúng ta có cái cảnh an ngựa này, để nhìn nói cảnh này đẹp, cảnh kia xấu. Thấy rõ chưa? Từ bi là sức mạnh. Sức mạnh đó làm việc ngày đêm và không có than vãn, trong trật tự. Ngày nay các bạn học cái khóa bi chi dũng mới thấy là cả từ bi là sức mạnh, cả càn khôn vũ trụ đã và đang từ bi và cứu độ chúng sanh. Con thú dữ cũng có cơ hội sống, người hiền lương cũng có cơ hội sống. Thấy rõ chưa? Dữ hiền già trẻ yếu mạnh đều chung sống mà không thấy cái hạnh từ bi đó của ai, cái biển yêu đó của ai, của thượng đế, của đấng Chúa Cha trên trời đã ân độ chúng sanh rõ ràng, nhưng mà chúng sanh không hiểu, rồi đặt nó tranh chấp. Cho kỳ thật đâu đó đã an bài hết. Cho nên ở người thế gian thích xem tự nhiên, có thể tôi sống bao nhiêu năm, tôi làm ăn khá không, thành bại thế nào, có phải sự an bài của bên trên không? Nằm trong chỉ tay của các bạn. Nếu các bạn không tu thì các bạn phải theo mấy cái đường hướng đó. Mà nếu các bạn tu hướng thượng rồi thì cái đường hướng đó nó phải cải tiến và rút ngắn con đường tiến qua của chính bạn. Tại sao cải tiến được cái tử vi? Tử vi là quy định như vậy rồi. Quy định như vậy thì các bạn phải đi ta là chỗ khác. Nhưng mà bây giờ các bạn tu, các bạn hướng thượng thì trung tâm của đạo, bộ đạo các bạn, cái ý thức của các bạn, ta bà nó thiên cảnh để học đạo, thay vì ta bà trong sự giấy động để gây họa, nó cải thiện ở chỗ đó. Cho nên càng tu càng hướng trung tâm bộ đầu, càng đi nhanh hơn, ngắn hơn và rõ rệt hơn. Các bạn thấy với vệ tinh ở trên cao, trên trời đó mà nó chụp được cái bản số xe đó, các bạn thấy chưa? Biết bao nhiêu ngàn dặm không, nhưng mà nó chụp được. Thì trung tâm bộ đầu chúng ta hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, hỏi những cái tài liệu gì chúng ta không lại không có cơ hội đọc. Nhưng mà chúng ta không muốn thị phi. Chúng ta học để tiến hóa, cho phải học để đi làm thầy. Chứ ở đây không có ông thầy, có bạn, người đi trước tu nói cho bạn nghe, bạn tu, bạn tiếp, bạn nói cho người khác nghe. Đó, chúng ta trong tinh thần bình đẳng trao đổi, xây dựng tiến hóa không ngừng nghỉ, không có dự sự tranh chấp sách động vô lý, không có làm điều đó. Cho nên mỗi người phải có quyền trở về với căn bản của chính mình. Các bạn sơ hồn pháp luân thiền định là lắp lại trật tự của các bạn, và để cảm thức các bạn làm gì đây rồi sẽ đi đâu, cái gì là chánh, cái gì là phó, cái gì là lệ thuộc. Đó, chứ nào tới giờ nó không có biết luật căn luật trần,
ngày nay tu rồi lần lần mình sẽ biết luật căn luật trần, mình tự chủ và mình điều khiển nó, không để nó điều khiển nữa. Ông chủ tiệm phải đứng ra trách nhiệm chứ không phải để cho luật căn luật trần trách nhiệm, đẩy với người khác trách nhiệm. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta tìm lại căn bản chúng ta, trách nhiệm của chúng ta tu tiến sửa đổi những cái cơ cấu mê muội hướng ngoại, và để nó trở về với chánh giác của chính nó, nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với chủ nhân âm, đồng làm việc ôm một cơ tạng tương đồng với càn khôn vũ trụ, thức hồn và nguyện về quê xưa chốn cũ, càng ngày càng sáng suốt, mới đem sự sáng suốt đó phục vụ cho ba cõi cũng như thượng đế đã và đang làm. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa tan với ngài và hòa tan trong cái thức đại từ bi, thức bình đẳng, thức cứu độ. Chúng ta thấy rằng chúng ta sống tạm để giúp đỡ chứ không sống tạm để hưởng thụ. Không, không phải sống ở đây để hưởng thụ, sống để hy sinh, để giúp đỡ, hy sinh cái tánh hư tật xấu, hy sinh sự cố chấp ngu muội của chính mình để giúp đỡ người khác được. Nếu chúng ta ôm sự cố chấp ngu muội là chúng ta tranh chấp một cái không mà không hay, giết được người đó ư? Không, hồn họ vẫn tiến, không có giết được ai hết, mà chả cứu được ai hết, chính họ tự cứu thì đúng. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc, chúng ta tu khai mở tứ quan ngũ tạng được rồi thì chỉ đường cho người khác tự họ khai mở tứ quan ngũ tạng, thấy xa hiểu rộng, quan hành trong chân thức của họ mới thấy rõ cái bước tiến vô cùng không ngừng nghỉ sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta còn đi giấy động người khác để làm gì? Chân lý là chân lý không thay đổi. Cho nên các bạn tu về cái phương pháp này phải nhớ là toàn thân các bạn đang sưởi ấm bằng điển quang của ba cõi. Nếu các bạn không có điển không bao giờ tiến được, không bao giờ sưởi ấm lòng bạn được, không bao giờ hoạt động được. Đó là điển của ba chân, của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Các bạn có tim người gan tỳ phế thận, tim thuộc về hỏa, phế thuộc về kim, gan thuộc về mộc, bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy. Đó, mình thấy rõ, thấy rõ ràng cái cơ cấu cả càn khôn vũ trụ sắp đặt cấu trúc thành cái cơ thể siêu nhiên này. Nếu các bạn dùng kính hiển vi, các bạn dòm lại cơ tạng của các bạn, thế là một cái núi dịch dãy đây sự phức tạp ở trong đó. Mà các bạn nhìn da mặt các bạn cũng sợ, một cái lỗ chân lông của các bạn cũng vĩ đại lắm. Nó có lương thực để nuôi cái lông của các bạn. Các bạn bứng sợ tóc ra đi, cuối cùng cái trắng trắng đó là nuôi dưỡng cái lông. Nó có thực phẩm, có cách điều khiển, có cách vận hành, vận hành cung cấp đầy đủ chứ không có bao giờ bê trễ. Bê trễ là hư, làm việc luôn luôn điều hòa như vậy. Cho nên cái tiểu thiên địa này là một xứ mà các bạn đang quản lý, mà các bạn tu hướng thượng rồi nó biến thành một xa lệ quá. Ôm cái đó, sau này về trên đó mới có chỗ ở. Như ý các bạn muốn gì được nay là thoát được cái cơ tạng, thân ngoại thân, các bạn mới thành đạt trở về nguồn cội rõ ràng. Chứ các bạn không phải vỏn vẹn có bao nhiêu đây đâu rồi bị người ta hù hiếp. Kỳ thật cái này bỏ đi các bạn còn có cái khác. Cho nên không cứ tự đắc, chúng ta hòa để tiến, giữ lấy cái thanh để mà sống, giữ lấy cái thanh để mà đóng góp, giữ lấy cái thanh mà để khai triển tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta không phải là một người chỉ đo được một hai thước ở thế gian đâu, nó là vô cùng. Cho nên cái thức của các bạn vô cùng. Khi các bạn đau khổ, các bạn lâm nạn, các bạn nghĩ sao? Thì chết rồi, nhưng mà đâu có bao giờ chết.
Nhiều khi các bạn muốn tự tử chết đi, rồi mà rốt cuộc các bạn cũng không. Giải gì mà tự tử? Mình có khả năng sống. Cho nên người tu vô vi không tự tử. Bị người ta giết thì được, tự tử không chịu. Tự tử là hủy hoại cơ cấu của Thượng Đế là có tội. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta phải tận dụng khả năng trong cái tiểu thiên địa này để cung ứng cho các giới. Chúng ta mới thấy nhiệm vụ của chúng sanh tại thế để làm gì. Nếu không có chúng sanh thì trần gian này nó biến thành rừng núi u âm u rồi. Ngày nay nó khai quang đủ thứ hết, nhà cửa văn minh tiến triển, đem ra bằng chứng cho thấy rằng vật chất còn khai triển như vậy, tâm linh tại sao không vậy buồn khỏi. Cho nên Thượng Đế cho chúng ta xuống đây để khai triển rồi trở về, chứ không phải ở đây vĩnh viễn. Khi mà các bạn hiểu được cảnh thiên đàng thì các bạn không bao giờ chịu lưu lại đây vĩnh cửu. Thấy rõ không được vĩnh cửu. Chúng ta chỉ học xong bài học rồi ra đi mà thôi. Mọi người đều tuần tự như vậy. Sanh có ngày, chết có giờ. Chứ không có thể rằng nói tôi mong muốn sống đời đời gần bên con cháu, tôi không có điều đó. Con cháu có các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không thấy. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người. Các bạn phải trả cái nợ đó. Phật cam nguyện trả cái nợ đó. Chứ không phải là, không phải là thân của các bạn đâu. Không. Thân bên ngoài thể xác nhưng mà trong bên trong cũng nghịch. Cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau. Đi. Mỗi người một nơi để thiên hóa. Xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu và để thiên hóa. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi. Nhiều khi người yêu của chúng ta là con chó cũng có, chẳng phải là con người đâu. Mà vợ chồng lại nghịch nhau, lại thương con chó, lại thương con mèo, lại thương con chuột. Nó nhiều chuyện ly kỳ. Các bạn càng tu càng thanh tịnh, các bạn mới thấy được. Chỉ uống mở nụ cười để ca tụng cái sự tinh vi của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta không biết làm gì hơn Ngài được. Ngài là ông bầu gắn đúng đắn mọi trạng thái tại thế gian để độ chúng sanh. Cái ba hỏi Ngài cũng diễn tả được mọi sự việc để diệu tiến tâm linh. Và nếu mọi người trở về thanh tịnh thì chỉ biết vui an vui thay trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta, sắp đặt chúng ta có một con đường tiến hóa rõ rệt, không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta nhìn lại cha mẹ ở thế gian đóng vai trò thế thiên hành đạo, mẹ ta yêu ta vô cùng, thương ta vô cùng, cha ta quý ta vô cùng, thương ta vô cùng, nhưng phải có lời gây gắt. Ngày hôm nay Thượng Đế thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Bữa nay mùa hè, mai mùa thu, mốt mùa đông, rồi bão tiết răng dạy chúng ta. Chúng ta mới biết dọn mình, mới thấy cái hạnh hy sinh của Ngài. Cha mẹ cũng vậy. Khi nào cha mẹ dạy chúng ta đều là phải, không có phải, không nên nói là không phải. Chính chúng ta không chịu chấp nhận chúng ta là người không phải. Nếu chúng ta chấp nhận lời răn của cha mẹ đều quý. Vì sao? Lời nặng là tiếng ngọc tiếng vàng của cha mẹ khi gọi chúng ta thức tâm. Thương yêu chúng ta mới rầy chúng ta, để độ chúng ta, để chúng ta tiến về sự ngoan ngoãn hòa hợp với cha mẹ, cũng như hòa hợp với xã hội hiện tại, và truy tập chân lý trong nội tâm chúng ta. Nó quý vô cùng. Tại sao chúng ta nghịch với cha mẹ là vì chúng ta thiếu thanh tịnh. Phải nhìn nhận câu này. Thiếu sáng suốt, tâm tối mới nghịch với cha mẹ. Không có người mẹ hiền nào không biết thương con. Không có người cha nào không lưu ý con Ngài. Phải hiểu cho này. Cho nên chúng ta càng quý cha mẹ bằng xương bằng thịt, càng quý trời Phật nhiều hơn. Càng dồn càng xa, càng thấy rõ đường đi hơn. Bất trung bất hiếu là bất tín,
Con người phải ở trong trung hiếu, con người mới có tin cậy được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu trở về với chân giác, khai thác sự sẵn có của chính mình, trung thành với ta và thật thà với ta mới khai triển tâm thức của chúng ta được. Nếu phản nghịch lấy ta thì không có bao giờ phát triển được. Tôi nói dốc nó vừa thể xác này ăn chung gì, nhưng mà không có nó không được. Chúng ta quý yêu nó, xây dựng cho nó, khai mở cho nó, mới tìm tàng khả năng của nó, mới thấy rõ tiền kiếp và hậu lai của chúng ta. Chứ không phải đơn giản như các bạn nói là ôi đời là không ăn chung gì, nhưng mà cái xác nó cũng quan trọng lắm. Mà chúng ta cảm thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cái xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ quý vô cùng. Thế gian chưa phát minh nổi, khoa học có nó mà chưa làm được, không bao giờ làm được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta quý là nắm được cái pháp để khai thác lấy mình, khai triển lấy mình và dẹp bỏ sự tâm tối, tiến về sự sáng suốt để trở về với căn bản đời đời. Cho nên lúc chúng ta sơ sanh, mặt mày chúng ta tươi tắn, thơm đẹp, ai thấy cũng muốn ấm, muốn thương. Mà ngày nay cái ghét người thương đó là chúng ta thấy ta động rồi. Tự trách mình, không nên trách người khác. Sáng tu hơn mình, càng tu càng tinh vi, càng tu càng cởi mở, cởi mở càng tu càng quý thương trợ Phật. Kể đi trước đầy hạnh hy sinh tánh hư tật xấu, ngày nay chúng ta còn ôm tánh hư tật xấu, chừng nào chúng ta mới tiến hóa? Ta thức tâm, ta bỏ nó đi, từ chối nó đi, để đi tới với sự sáng suốt tràn đầy tình thương và đạo đức. Cho nên tuổi trẻ biết xây dựng tình thương và đạo đức thì thế gian xin cắt đứt tất cả những sự ô trược ám hại trong nội tâm. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay. Dạ, yêu cũng đang nói được 45 phút. Đúng rồi thầy. Kính thưa thầy và kính thưa toàn thể tất cả các đạo hữu, ngày hôm nay có hai bạn, nhưng có dịp cái buổi học hôm nay hai bạn đó có cái nhã ý muốn lên đây đóng góp để cho cái buổi học chúng ta được vui vẻ hơn và đầy đủ hơn. Đó là anh Đoàn Văn Tư và anh Nguyễn Minh Chiết. Anh Đoàn Văn Tư có một bài thơ muốn dâng hiến lên với Đức Thầy cùng tất cả các bạn. Còn anh Nguyễn Văn Chiết, đêm hôm qua vừa qua thì anh Nguyễn Văn Chiết cũng có những cái cảm ý rất hay, cho nên anh Nguyễn Văn Chiết đã viết ra một bài vọng cổ. Bài vọng cổ này cũng nằm trong cái mục đích để tự soi sáng mình và ăn năn hối cải những cái lỗi lầm của chính mình, và đồng thời cũng cảm ơn những cái dạy dỗ của Đức Thầy đối với chính bản thân Lê Chiết và cùng tất cả các bạn. Trước nhất tôi xin mời anh Đoàn Văn Tư để lên đọc bài thơ. Xin kính mời anh Tư. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đức Thầy,
Kính thưa toàn thể quý bác, quý anh chị em, chúng ta được cái cơ duyên quay quẩn bên Đức Thầy để học đạo. Nhờ pháp lý vô vi mà chúng ta được có ngày hôm nay, chúng ta được thanh tịnh, chúng ta được giải thoát. Chúng ta tự chọn lấy con đường đi xuống hoặc tự thấy chọn con đường đi lên. Chúng ta tự hành phạt lấy mình, tất cả đều trong nội tâm của chúng ta. Hầu hết quý bác, quý anh chị em tại nơi đây và khắp nơi trên thế giới chắc có lẽ cũng như tôi đều kính trọng Thầy, quý trọng Thầy. Thầy là người mở sáng cho chúng ta và chỉ đường cho chúng ta. Hôm nay tôi xin mạn phép làm bài thơ Thầy Tôi để kính dâng lên Đức Thầy, lòng ngưỡng mộ của chúng con lúc nào cũng nghĩ và kính trọng Thầy dù xa Thầy. Thầy tôi thế gọi là lương. Thầy tôi đã trải trăm đường đắng cay. Thầy tôi chẳng quản chông gai. Thầy tôi gắn bó ngày ngày gieo hương. Thầy tôi sương gió dặm trường. Thầy tôi cứu khổ chỉ đường chúng sanh. Thầy tôi chẳng quản đấu tranh. Thầy tôi chỉ biết thực hành từ bi. Thầy tôi thanh tịnh khó bì. Thầy tôi đau khổ chỉ vì độ tha. Thầy tôi là kẻ không nhà. Thầy tôi du thuyết ta bà năm châu. Thầy tôi cứu khổ giải sầu. Thầy tôi thấu rõ nhiệm màu thiên cơ. Thầy tôi giả kẻ ngu khờ. Thầy tôi thương đám con thơ ngu đần. Thầy tôi khuyến giáo tứ ân. Thầy tôi đây đó ân cần khuyến tu. Thầy tôi dìu dắt kẻ mù. Thầy tôi tâm quyết trùng tu thiên đài. Thầy tôi chỉ bảo làm ngay. Thầy tôi chẳng ngại đắng cay cứu đời. Thầy tôi di diệu tuyệt vời. Thầy tôi gánh vác nổi trôi bình bồng. Thầy tôi hành giả quy không. Thầy tôi can đảm cây trồng vô vi. Thầy tôi gieo giống từ bi. Thầy tôi cương quyết kiên trì hành tu. Thầy tôi dẹp đám mây mù. Thầy tôi thức tỉnh kẻ ngu người khờ. Thầy tôi hành triển từng giờ. Thầy tôi đáng kính chính thời dĩ kiên. Kính bái đoàn nhân tư. Tiện hôm nay chúng tôi cũng xin mạn phép Đức Thầy và có đôi lời trước khi từ giả ngày hôm mai. Ngày mai chúng tôi không biết nói gì hơn cảm tạ công ơn của Đức Thầy và toàn thể quý bác, quý anh chị em đã dành cho chúng tôi có được cái cơ duyên xuống đây để học tu bên cạnh Đức Thầy. Thật lòng phát tâm của quý vị vô lượng vô biên, chúng tôi xin tạc giả ghi lòng. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Sau đây thì xin mời anh Nguyễn Văn Chiết lên ca bài ca dẫn đầu. Đến với cực đại thiên tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy cùng tất cả bạn đạo, sáng nay con có một cái ý và con viết lên một bài hát. Nhưng thời gian ngắn ngủi, gần đến giờ họp cho nên con không viết trọn cái bài hát. Bây giờ con xin hát hai câu để kính dân thầy cùng tất cả các bạn đạo. Những ngày hỏi ngộ với thầy sự đổi câu giải ít nhiều thổn thức ngập tràn trong ý sông đảo tràng bừng dậy gặp người buông bỏ nhọc nhằn trong những ngày làm ăn về nghiệp cảnh con bước chân đi trong một sáng sương nhiều phố vắng ngủ yên
tiêu điều. Nhưng tâm con đây vui mừng khôn tả, mong đến ngày hỏi ngộ với thầy yêu. Tạ ơn Thượng Đế ân ban, tạ ơn Đức Phật dẫn đàn con đi. Lòng đây luôn mãi khắc ghi thiền môn mở đạo, mở cửa đạo nghỉ đưa tâm mơ. Nhưng hỏi ơi khi đến nơi đảnh lễ người mà mình hằng mơ ước, lòng lặng câm chẳng thốt được nên lời. Con muốn la to gào thét tơi bời, Thượng Đế ơi, con là một đứa con vô cùng tội lỗi. Thầy ơi, thầy người trọng tội là con. Lòng đây luôn những héo mòn, thầy đây bạn đó sao còn bơ vơ. Tâm con rơi rụng xác xơ, giờ đây hạnh ngộ tưởng giờ biệt ly. Sau đây thì có thêm một bạn đạo mới nữa. Bạn đạo muốn có một nhớ ý đóng góp, xin mời bác sinh ra đó. Đế vô cực đại thiên tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết con xin cảm ơn thầy và tất cả các bạn đạo. Nhờ ơn thầy khuyến khích đã khó nhọc xây dựng nên thiền viện này để cho con được học khóa bi trí dũng trong bầu không khí an vui. Sau đây con có bài thơ để kỷ niệm khóa học. Ghi tên tất cả các bạn trong thơ, nhưng vì có nhiều bạn lên sau tôi ghi không kịp, xin quý bạn tha lỗi. Nơi đây thiền viện hai không thiền sinh hội tụ trong vòng tháng năm. Bên trên thầy lương sĩ hằng, dưới là môn đệ gần trăm tu thiền. Hữu độ đức tiến thị kiên, văn bang lý vĩnh quang nghiêm ái tử. Phạm trung quý trịnh văn tư, quỳnh hương bụi toán liên hoa trần học. Hoàng vinh cao tuấn ngọc sương, nguyễn trung nguyên tá mỹ phương lê triều. Thành vân khổng cúc văn tiêu, minh huân tiến bảo minh triều vĩnh nhi. Phục quốc văn diễm kim chi, Anh Châu Nguyễn Chấn Thúy Hoa Quý Mùi. Tăng Bang Mỹ Thuật Văn Bé Ngọc Hiền Xuân Mai. Tăng Bang Mỹ Thuật Văn Vui Thị Hồng. Thanh Phong Ngọc Yến Thái Hưng, Tố Lương Thị Thoại Kim Hằng Ngọc Anh. Thúy Mai Thúy Huệ Khánh An, Kiều Hòa Thiêm Vũ Hữu Bằng Hồng Tâm, Phú Xuân Minh Triết Duy Tân, Tố Trinh Phú Nguyễn Kim Quang Nguyệt Hồng, Dụ Hồng Hoa Lê Đặng Khanh, Quốc Tài Lê Quý Mạnh Hoàng Ngọc Dung. Tiện đây tiểu muội cúc cung,
chúc thương huynh tỷ tu hành thăng hoa, tránh xa động loạn ta bà, chung vui diệu tiến chan hòa tình thương. Út. Sau hết thì có những anh bé, có những sau hết thì xin mời thầy đã nghỉ. Cảm ơn.